Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Cổ nhân có câu đất lành chim đậu, phong thủy được coi là phương pháp chọn đất lành, tránh đất dữ. Nó chú trọng đến môi trường, địa điểm, hướng, phương vị và thời gian. Như môi trường trong sạch gần sông, gần biển tốt hơn là gần các nhà máy, nhà xưởng. Mà môi trường thì bị ô nhiễm, địa điểm cũng vậy, nhà ở cũng thế. Theo thuyết vạn vật tương tác, mọi vật đều có tác động hỗ trợ nên phong thủy cho rằng tiên thiên và hậu thiên hình đều có tác động gây ảnh hưởng đến dương trạch. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà hoặc tiến hành chọn mua một căn nhà, chúng ta sẽ cần chú ý nhiều tới phần khu vực xung quanh, quang cảnh của căn nhà mình. Các phong thủy sư hay là các chuyên gia phong thủy sẽ cần tìm hiểu, phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau, sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu, thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách của căn nhà của bạn, đó là phần lý khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luận Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Còn trong sách Tế Thế Thiên lại viết, vạn vật chi sinh câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất, có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở luận đoán, đưa ra ý kiến của mình để hỗ trợ anh chị chi tiết về cách cục và phương thức bố trí công năng, mặt bằng cũng như phong thủy trong căn nhà của bạn. Sau khi được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay tôi sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu về 4 thế sát loan đầu thường xuyên gặp nhất trong kiến trúc hiện đại do việc bố trí phong thủy xung quanh căn nhà gây ra. Thế sát đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong video lần này đó là thế hỏa hình thể sát. Hỏa hình thể sát được tạo ra khi những hình có ngũ hành thuộc hỏa như là hình nhọn, hình tam giác, hình góc cạnh, hình có mũi tên, mũi nhọn, đâm hay là xiên vào căn nhà của bạn. Hỏa hình thể sát gây ra cho các nguyên nhân chủ yếu sau đây. Góc tường của tòa nhà bên cạnh chĩa thẳng vào nhà anh chị. Nếu là nội sát khí là khi căn phòng được thiết kế có nhiều góc nhọn, nghệ thuật điêu khắc. Các tác phẩm nghệ thuật đặt để ở trong nhà hoặc là chất liệu chế tác tạo nên những tác phẩm góc cạnh sắc nhọn. Đối diện nhà ở có những góc nhọn cao thấp không theo quy luật. Như là nhà đối diện thì có nhiều mái tam giác từ 3 mái trở lên, hàng rào nhà hàng xóm với những thanh sắt nhọn chĩa vào nhà, đây là trường hợp phổ biến hiện tại nhất. Do cần bảo đảm về an ninh và việc các căn nhà mặt phố thường ít giao tiếp với nhau, nên các gia chủ thường tiến hành tạo ra những khung hàng bằng kim loại và bằng nhiều hình dạng sắc nhọn có thể chĩa thẳng lên trời hoặc chĩa qua nhà hàng xóm. Ống khói có 3 chân trở lên hoặc là nhà đối diện với đường đi hình cái dĩa hoặc là có 3 góc nhọn. Tất cả những yếu tố trên tạo thành thế hỏa hình sát trong phong thủy. Hiện tượng này không phải chỉ xảy ra ở những cửa cổng, cửa chính mà còn xảy ra ở các cửa sổ lớn, cửa sổ chính của tòa nhà. Đối với những hộ gia đình làm ăn buôn bán, thế sát này khiến cho việc kinh doanh không ổn định. Hỏa tức phát, tức phá, lúc đến rất nhanh nhưng mất thì cũng rất lớn. Những người sống trong ngôi nhà phạm phải thế sát này dễ mắc các bệnh liên quan đến ruột thừa, viêm ruột thừa cấp tính, dễ bị thương, mất máu, mổ xẻ, tính khí thì nóng nảy như lửa, tính cách cáu kỉnh không tốt, dễ nảy sinh thị phi từ lời ăn tiếng nói. Ảnh hưởng của thế này như là củi lửa cháy lớn, ảnh hưởng rất mãnh liệt và bốc nhanh như ngọn lửa bừng bừng bốc lên cuồn cuộn. Nếu như trạch vận kém, dễ gây ra hỏa hoạn cháy nhà. Nhờ sự tư vấn và hỗ trợ của thầy Gia Cát cũng như là các chuyên gia phong thủy hàng đầu của công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài, chúng tôi sẽ đưa ra phương án để hóa giải thế sát này như sau. Có thể sử dụng vật phẩm phong thủy gương bát quái, gỗ đào, cầu lồi, đẩy những khí xấu phản chiếu vào ngôi nhà, hoặc tiến hành an vị, đặt tỳ hưu đồng để chạm sát hoặc là dưới cửa, treo tiền đồng để tăng thêm sức mạnh, lấy sát khí tỏa ra 4 hướng hóa vô hình. Để chắc chắn hơn, quý anh chị hãy liên hệ tới số hotline của chương trình để được sự tư vấn và hỗ trợ của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Thế sát tiếp theo mà phong thủy may mắn
sẽ cùng quý anh chị trong video lần này, đó chính là thế thiên kiều sát. Đây là thế sát phong thủy gây ra khi mà nhà bạn gần cây cầu vượt. Thế sát này đem lại những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tài vận của người sống trong ngôi nhà nên cần đặc biệt chú ý. Cầu vượt là chiếc cầu băng qua đường để người có thể đi qua, cần tránh lượng xe lưu thông ở đường cái. Cần cây cầu ưu việt để giảm thiểu nguy hiểm cho người lẫn xe cộ cùng đi trên đường. Thế sát này xảy ra khi mà ngôi nhà gần đường cao tốc trên không gần cầu vượt, cầu đi bộ. Những chiếc cầu này khi chạy qua vô tình tạo vết cắt ngang nhà. Lưu lượng xe trên cầu khá là nhiều, vì vậy nên dòng khí di chuyển liên tục tạo cảm giác như có sát khí tác vào mặt hoặc cắt ngang căn nhà của bạn. Tất cả những lý do trên tạo thành thế sát thiên kiều sát. Những người sống trong ngôi nhà phạm phải thế sát này, tài vận kém, dễ phá tài. Những cửa hàng buôn bán đa số đều kinh doanh khó khăn vì người ta đi lại nhiều và đặc thù không thể đi qua cửa hàng mà vào, nên tài vận tự nhiên không có. Các phương tiện lưu thông trên cầu vượt sẽ gây ra những tiếng ồn khiến cho tinh thần của người trong nhà không yên, dễ gặp phải các tai nạn nhỏ. Ngoài ra thì vào năm Thái Tuế Tinh Quân, Ngũ Hoàng Đại Sát hay là Tam Sát đáo đến, nếu cứ gây kích động như vậy, chắc chắn các thành viên trong nhà sẽ gặp phải tai họa, mọi thành viên sinh sống trong nhà sẽ không được yên ổn. Trường hợp cầu cong thì thế sát mạnh hơn với cầu phẳng. Nhà phạm phải thế thiên kiều sát tương đối khó hóa giải, được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, ta có thể dùng một trong các phương pháp để hóa giải. Nếu ngôi nhà phạm phải thế sát này, trong trường hợp buôn bán nhỏ không quá nhiều vấn đề, nhưng nếu để xác định sống lâu dài, tốt nhất nên sang nhượng hoặc là cho thuê. Sử dụng các pháp khí phong thủy từ gỗ đào như gương bắt quái, gỗ đào cầu lồi để hóa giải thế sát, hoặc cũng có thể sử dụng những hồ lô để tại phần tường bị cầu cắt qua, giúp thu sát khí, mang lại bình an may mắn cho những thành viên sống trong căn nhà. Tiếp theo trong video về hướng dẫn hóa giải thế sát lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thế bạch hổ sát. Đây là thế sát phong thủy gây ra do các đối tượng bên phải ngôi nhà. Nếu phạm phải thế sát này gây ra những khắc ứng không tốt đến người trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ trong nhà. Trong phong thủy, bạch hổ chỉ đối tượng bên phải ngôi nhà, tính từ cửa chính nhìn ra. Bạch hổ sát là sát gây ra ở phía bên phải. Ví dụ như là nhà anh chị nằm trong một dãy nhà mà bên phải là các ngôi nhà cao hơn, tạo cảm giác như là dãy nhà đang muốn ập xuống nhà anh chị. Thế này tức là bạch hổ ngẩng đầu, hoặc là hổ truy đuổi lăng vi, hổ ở vị trí cao. Những kiểu như vậy đều gọi là thế bạch hổ sát. Trong phong thủy, thanh long tượng trưng cho người đàn ông trong nhà, bạch hổ đại diện cho người phụ nữ trong nhà. Trong trường hợp nhà bên, bạch hổ tu sửa đồng vào những năm phạm thái tuế, ngũ hoàng hoặc là hung tinh đáo đến, gây ra những ảnh hưởng cho người sống trong ngôi nhà. Nhẹ thì mất máu, bệnh tật, phá tài, nặng thì mất mạng. Ứng nghiệm của thế sát này đặc biệt là vào người phụ nữ và trẻ nhỏ trong nhà. Được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, ta có thể dùng một trong các phương pháp để hóa giải. Đặt hồ lô gỗ đào ở phần tường phía bên tay phải của ngôi nhà, hoặc sử dụng một đôi tỳ hưu để tiến hành trong nhà để thu khí, hóa sát. Lưu ý, ngoài việc bố trí đặt các pháp khí ra thì luôn luôn phải giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thường xuyên dọn dẹp để tạo không gian thoáng đãng cho ngôi nhà. Thế sát cuối cùng trong chương trình này mà tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu, đó là khi trước ngôi nhà bạn có vật cản to lớn như là cây cổ thụ, cột điện, đèn cao áp trước nhà trong khoảng cách 10 bộ sẽ là như thế nào? Khi mà trước ngôi nhà bạn có vật cản to lớn như là cây cổ thụ, cột điện, đèn cao áp trước nhà khoảng 10 bộ, tức là trong khoảng từ 4 đến 5 mét xung quanh nhà, sẽ tạo ra các năng lượng tiêu cực đến môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc của các thành viên trong gia đình. Điều này đặc biệt xấu khi những vật cản này còn đặt tại phương vị long sinh bát sát hoặc là hoàng tuyền sát cho căn nhà của bạn. Trước khi ngôi nhà của bạn có vật cản to lớn như là cây cổ thụ, cột đèn cao áp, tạo các năng lượng tiêu cực đến môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài lộc của các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết cách hóa giải thế sát này. Thế sát này gây ra trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, khi mà cây cột điện nằm trước nhà bạn nhưng về phía mép vỉa hè cách 4-5 mét. Trường hợp thứ hai, khi cây cột điện nằm sát mép ngôi nhà bạn. Gần nhà bạn có cột thu phát sóng điện thoại di động bán kính 50 mét. Các trường hợp trên sẽ thường hay gặp phải đối với những hộ gia đình ở nông thôn hoặc là những khu đô thị chưa quy hoạch xong. Dù trong trường hợp nào thì thế sát này cũng đem lại những nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong gia đình. Xét dưới góc nhìn lý tính, cột điện phát ra từ trường, mạng điện tích y âm dương vào nhà, dòng năng lượng này khiến cho dương khí trở nên nóng, người sống trong ngôi nhà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trường.
đặc biệt là hệ não bộ, tim khi mà về già dẫn đến tình trạng mất trí nhớ, ngủ không được ngon giấc, cơ thể mệt mỏi, suy yếu. Xét dưới góc nhìn phong thủy, cột điện ngũ hành thuộc hỏa, hình thế xấu gây ra ảnh hưởng không tốt cho ngôi nhà. Khi cột điện rơi vào phương vị sát khí, ví dụ ngôi nhà tọa nam hướng bắc, cột điện nằm bên tay trái, hoặc là nhà tọa tây bắc hướng đông nam thì có cột điện nằm bên tay phải. Những trường hợp trên thì cột điện rơi vào phương sát khiến cho phong thủy trong nhà xấu, người sống trong ngôi nhà đó sức khỏe, tài vận, gia đạo đều kém. Để hóa giải thế sát này, sử dụng các pháp khí phong thủy từ đá thạch anh. Nếu cột điện ở trên cao, sử dụng bạch ngọc đại minh chú, ở dưới thấp thì sử dụng bạch ngọc thạch cảm đương để kỵ tà hóa sát. Thạch anh có tính chất phản xung khi dòng điện chạy qua, làm thay đổi tính chất của điện tử từ năng lượng xấu thành nguồn năng lượng tốt bật ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể dùng các cầu thạch anh đặt ở phương vị gần cột điện tích tụ và phản xạ năng lượng. Để tốt nhất nên xây nhà cách xa lưới điện 1 đến 1,5m, tạo hành lang bảo vệ. Để có phương án hóa giải tốt nhất cho căn nhà hoặc là trạch đất đang chuẩn bị xây dựng nhà mình, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình. Thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy sẽ tiến hành hỗ trợ anh chị nhanh nhất. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý anh chị phần nào hiểu được về thế phản quan sát và các cách hóa giải. Tới đây thì Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị về 3 thế sát nguy hiểm mà chúng ta sẽ thường thấy nhất liên quan tới các vấn đề về đường thủy, lai thủy khứ, cũng như là liên quan tới giao thông trong phong thủy hiện đại. Ở trong những video tiếp theo, đội ngũ biên tập của chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp những thế sát phổ biến và có ảnh hưởng nhiều tới đời sống để đưa tới thông tin đầy đủ hơn cho quý anh chị. Hy vọng với những kiến thức vừa rồi, anh chị có thể áp dụng vào việc chọn không gian sinh hoạt hợp lý và mang lại bình an, may mắn cũng như ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc, sức khỏe của các thành viên sống trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phần dưới ô bình luận để được tư vấn hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy, tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.